Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Lộc lại tiếp tục quay video nha mọi người. Thì video ngày hôm nay đó là video trẻ nợ lương cho anh em. Mọi người còn nhớ cái video vừa rồi Lộc có đăng lên á, thì Lộc trẻ cho anh em lương bằng lá cây. Thì video đó thì cũng có một số bạn comment có nhiều từ thì hơi khó nghe mọi người. Đó, thì nhưng mà cũng Lộc nói thiệt cho mọi người, cho làm ăn mà cũng có lúc khó khăn, cái lúc ấy cho lúc này lúc kia cho mọi người. Đó, mình nợ thì mình trả lương cho anh em, cho thì cũng có nhiều anh em kêu là không phát lương cho anh em rồi lấy tiền đông về lo cho gia đình. Đó thì công ty mà mọi người, thì có lúc khó khăn, có lúc có tiền trả lương cho, như cái vừa rồi nè, mới vừa trả lương cho anh em luôn nè. Thấy bữa nay dày túi lên chưa anh em? Ha, dày túi chưa? Dày túi rồi. Nhưng mà hai vợ chồng thì rẫm túi nha mọi người. Thì nói chung là hôm bữa Lộc có nói với mọi người á, lương của công ty của Lộc á là phát lương cho anh em á, tổng là khoảng ba mấy 40 triệu mọi người. Mọi người xem lại video cũ là mọi người biết liền rồi. Đó, vừa mới phát lương cho anh em luôn. Trẻ nợ lương cho lộn. Thì tháng này cũng gần tới rồi đúng không? Mà ý là mình trẻ cái nhân dịp mình trẻ lương này thì trẻ trễ thì anh Lộc sẽ có một cái tiệc về dẫn mọi người vô trong bù lại bù lại cho mọi người. Đúng. Thì mọi người thấy chiếc xe đã chạy đây sẵn là nhà mọi người, là hôm nay vừa phát lương xong cho anh em thì cũng mời anh em đi ăn một cái gì đó trong thành phố đó, chở anh em đi chơi. Thì cũng rất là lâu rồi anh em chưa có đi chơi mọi người. Đó thì cũng quay lại cái hành trình đi vô trong thành phố ăn cái gì, đi chơi những cái gì thì quay lại cho mọi người xem luôn. Đó thì bây giờ rỗng túi rồng nhưng mà vẫn dẫn anh em đi ăn, thấy hai vợ chồng tốt với anh em không? Thì nói chung là lương cổ thì Lộc không có quay lên, lúc mà phát là Lộc không có quay lên nha mọi người, tại vì hôm bữa mọi người cứ kêu là tiền bạc đừng có đưa lên mạng đó, thì nó không có hay. Đó, nên là Lộc cũng phát trong âm thầm. Đó, nó miễn sao hết nợ anh em là được rồi mọi người. Thì thôi bây giờ Lộc với thiếu anh Bè. Ông anh Bè thì ông đi công việc rồi nha mọi người. Nên là bây giờ hai vợ chồng với Chi với bà chị nè, với thằng Lúc với con Quỳnh. Đó thì 6 người mọi người đi giờ chở vô đó chơi luôn. Đó thì nếu mà có ông anh nữa thì đi chơi thì nó vui hơn, tại vì đầy đủ anh em mọi người. Còn bây giờ thì thôi bây giờ Lộc sẽ xuất phát đi vô Quy Nhơn, mọi người cùng chờ đón xem nha. Đi anh em ơi, lên xe. Chìa khóa nào ta? Chìa khóa xe đâu? Trẻ lương xong rồi mất trí nhớ thì sao? Trẻ lương xong tự nhiên nó buồn rồi mất trí nhớ rồi. Lên xe đi bây. Đúng rồi không? Ông Đức ngồi trên đi. Tôi ngồi dưới thôi. Ở dưới 4 người được không? Bỏ cái kia lên. Bỏ cái kia lên đi. Hai người ngồi dưới, hai người ngồi trên. Tôi bật máy lên. Bye bye mọi người nha. Chúc nó gặp lại. Anh em mới vô quán nha mọi người. Thì kẻ gia đình Lộc thì ăn hải sản. Đó, thì nói chung là ăn thịt nhiều quá cũng lâu lâu đảo món mọi người à. Đó, anh em ai cũng mặc đồ đẹp vải đạn không mọi người. Đó. Bà chị mặc quấy nữa thôi trong vải đạn thì coi chưa. Hai con Chi cũng mặc quấy luôn, quần hả? Quấy đạn thì có bộ đó thấy không? Bồ của một lúc nha mọi người. Nói trên video luôn. Nói giỡn cho mọi người, cho anh em làm chung đồ này kia nha mọi người. Ai cũng chưa có bồ, anh em ở đây chưa ai có bồ á. Con Thủy là có bồ rồi nè. Chưa, cái chồng mà chưa có bồ. Nói trong bè chị là chưa có bồ nè, con Quỳnh chưa có bồ, con Chi chưa có bồ nè. Thằng Caramel cũng chưa có bồ đó.
đó, quay một cái cảnh view cho mọi người xem. Ngay đây là cái mặt biển mà từ ngay chỗ cái quảng trường Quy Nhơn á mọi người, rẽ ra tay trái á mọi người đó. Còn nếu mà rẽ tay phải á là bên ở đầu đó là người ta hay bán thịt thè đồ. Còn cái dẹt theo cái góc này á toàn hải sản không à. Đó, cảnh đẹp không mọi người? Đồ ở trước có cái cây này nó xanh nó đẹp thiệt coi chưa. Đồ cái quán này có hai cái cây. Cây này, quay cái này nè mọi người. Quay quay cho mọi người xem. Đúng là nó có hai cây nhìn cũng đẹp thiệt. Đó. Thôi. Thôi chọn món đi, nói chung là vợ Lộc chọn món nha mọi người. Sao ở trong này không có vé chị? Anh sao trong này không có vé? Cái nào để báo giá cho chị? À, có ghi nè. Do nó theo thời giá không? Ý là mở cái tháng là giá khác nhau hả? Có khi giá lên có khi giá xuống. À. Bây giờ con Quỳnh đi chợ hơn. Anh em muốn ăn cái gì thì ăn nha nha. Nhưng mà ăn cái rỉ rỉ thôi. Quỳnh đi chợ hả Quỳnh? Đâu ra đồng cách cho Quỳnh á. Ngân sách nhiêu rồi Quỳnh ước lượng nha. Hay là nửa ký mực hấp đây. À. Như một ký mực hấp. Ống mực lá là 500 chị, 500 một con. Vậy à. nửa ký mực à. Hấp. Mực mình lấy mực ống hay là mực lá? Mực ống á. Lé nó đó, đó, đó tôi đi chợ một cái ơi. À, này có sò đồ ăn hay nha. Mình không thích sò hấp chứ chả ram rồi. Nói chung ở đây anh em ai cũng thích ăn hải sản hết, trong mình Lộc không thích rồi nha mọi người. Thì mì xào hải sản ơi. Hay chị có cơm ạ? Cơm. Mì đi con. Mập á. Hay là con ké nướng ơi. Ké nướng nào, ké gì mà được? Ké gì mình có cá sơn này, cá dìa, cá chim, cá gáy. Mày ké nào ăn ngon hơn? Thôi lấy cá dìa ăn ngon hơn. À ké gì nướng một ký nhiêu? À ký 400. Một con ở tầm 60 lạng. À lấy một con ké. Với thử ăn cái gì nữa? Tôm đồ không? Hay là ăn cái con hồi nãy không? Không, nhưng mà ăn tanh lắm. Không biết ăn đâu. Ké nì nè, ninh dè, cái ninh dè ta. À, ké ninh dè xào xe ớt. Ké ninh dè. Nhiều ký. Dễ 120. Dạ, rồi lấy. Tàn hổ vé không rồi đây. Một đĩa con, tại vì ở trong này không có vé nên. Cái nào? Cái này. Một đĩa cơm cho. À. Cơm chiên luôn. À rồi từ từ kêu tiếp đi, giờ kêu nước uống đi. Thì uống gì? Mực là mình lấy mực ống hay mực lá? Mực ống mà luộc nguyên con à. Mực lá ăn nó không ngon mà mực ống nguyên con nó ngon hơn. Lá nó mới ngon chứ. Mực ống nó dễ ăn hơn. Nhưng mà nó mực ống ngon hơn mực lá ngon. Em thích ăn mực lá đúng không? Không, tùy anh à. À vậy thôi lấy mực lá. Chị Linh kêu cái món gì thêm không? À với có mì xào với cơm chiên với nước ngọt. Nước ngọt hết luôn rồi. Nước gì mọi người uống nước gì? Chị Tinh ơi, ý là anh chị Tinh đây nha. Rồi chi với Quỳnh uống nước gì? Lúc uống gì luôn? Pepsi là 2 chai nước lọc. Đó thì nãy giờ kẻ gia đình của Lộc thì đã kêu món rồi nha mọi người. Khi nào ăn hết rồi có gì kêu tiếp cũng được. Đó. Vô ngồi đi thầy ơi. À, bên đây hai vợ chồng cho nó hạnh phúc. Bỏ đế ra anh em ơi. Đó. Bỏ ly ra. Đây. Thôi bây giờ chờ món đồ lên hết rồi là quay lại nha mọi người. Thì món ra rồi nha mọi người. Thì những cái món này ăn trước cho nên nó đỡ đói nè. Thì hồi chiều giờ anh em nói chung là chưa có ai ăn hết đúng không? Đó thì anh em biết là hai vợ chồng tôi vẫn đi ăn hải sản nên không dám ăn cơm ở nhà. Thì món đầu tiên là món gì ta? Nghêu đúng không? Nghêu hấp. Nghêu hấp này nha mọi người, hấp sẻ nè, gừng nè. Rồi đây là cơm chiên hải sản nè. Rồi đây là Chẻ ram nè, chẻ ram cuốn dưới cái lé này nè mọi người. Thôi bây giờ anh em ăn đi, giới thiệu xong rồi, ăn đi. Thôi mời mọi người con nghêu nha. Nghêu này ăn ngon nha mọi người.
quay gần lại con nghêu cho mọi người xem. Đây, chị Linh. Đủ cho bà chị Linh nữa chứ. Chồng thì không đưa trước. Chồng mình cấp cái này. Chồng còn cái này. Cái đồ bó này không? Đồ bó xe cho ta. Rồi đây, chấm vô này nè mọi người. Nước mắm này là chắc là nước mắm mắm chanh nè. Đó. Uống cho chồng mợ thì cái cũng cho chồng cái thì ơi. Là bóc bì kìa. Trời, vợ cuốn ăn cho nó ngon. À, cái này chấm với gì ta? Đồ đây, quay gần cho mọi người xem. Đây là chấm với xì dầu với sốt nha mọi người. Coi cho vợ cuốn ăn ngon không nha. Chẻ ram ở trong là nó có tôm với thịt. Ngon ngon. Ngon mà đi. Ngon. Rồi bây giờ Lộc làm tí cơm chiên nha mọi người. Còn món nữa đâu. Còn hình như là còn ké. Ké nướng với mực. Với cái ké nướng nguyên con với mực với cái ké ni dê nữa. Còn nhiều món lắm nên anh em ăn thoải mái đi. Nuôi cùng hả? Mực có mực đầu mực mực con này hình như là 6-7 lạng vậy mọi người đó. Thôi bây giờ bỏ cái mực này, cái này là chắc anh em chắc không biết ăn đúng không? Bỏ cái mực vô giữa cho anh em dễ gấp. Cái đó cũng ăn là ra. Cô đá đông mình tụi ăn cũng được. Đó, bỏ vô, kéo vô anh em ơi. Quay gần dĩa mực cho anh, cho mọi người xem. Đồ cái dĩa mực này một con luôn á mọi người, mực lé, này là mực lé. Đó, có cái kéo sẵn nè. Đó, mình cắt. Đồ, cái này vừa phải cắt á. Ăn anh em ơi, ăn mực đi. Gắp cho vợ trước là người đầu tiên nè, đó. Sớm không? Thương vợ dữ vậy sao? Quay gần các đồ cho mọi người thấy hấp dẫn lúc ơi. Nó là ở quán là người ta cắt xỉa ra nhìn cho nó giống như là cái nhín nhện nè mọi người, cho nó đẹp. Đó, rồi mình lên đây mình cắt ra đó. Vợ luôn rồi. Giờ tôi gắp cho ai nữa? Giờ tôi cắt ra. Đó, cho bà chị bà lớn rồi gắp cho bà ăn cái. Lộc anh nói bây giờ bà Lộc kêu bà bằng em đi cho bà chị. Cho dù sao bà cũng thua Lộc lần 5 tuổi chứ đâu, mọi người kêu bằng chị nó dè chứ phải giỡn đâu. Đây anh em này, khi mình chị thấy mình lớn á, mình nói quên cục cục to, cục to nhất sâu nhất đây. Cục to nhất rồi lúc tới đây cho anh em đút cho nó miếng. Bây giờ nó quay là nó không được ăn đâu nữa. Đây. Không sao đâu. Nó đỡ cho nó đút một miếng cho nó ngon lành biết không? Đó, hay anh em tốt chứ nó cỡ đó thôi chứ. Anh ơi. Nói chung các cắt này rè thấy nó cũng hấp dẫn mọi người. Tôi gấp cho bà chị mà bà rớt luôn rồi thôi chứ bà cảm động thì dữ vậy người ta. Ăn thử. Vợ Lộc thích ăn mực mọi người. Sao không biết chọn? Anh ăn chè đem không? Mỗi lần vô quán có kêu mực mực mà chẳng lẽ không biết. Đây. Cơm không? Xách đi cho mấy đứa cho. Đỡ Lộc cắt đi, đỡ anh em mà. Anh em tự gấp thôi nha. Ăn đi cho nó mập lên chứ có gì đâu. Ăn xong mà giảm cân sâu. Con gái á, thường thường á, nó cứ kêu là
ăn bữa nay thôi rồi mai giảm cân, rồi mai ăn tiếp rồi nó mốt giảm cân. Nó cứ như đã biết không mọi người. Đó, cắt ra cho anh em á. Nói chung là lâu lâu kể gia đình đi vô Quy Nhơn thành phố ăn uống đồ cho nó vui vẻ nha mọi người. Quay video lại là coi như làm kỷ niệm đồ này kia luôn. Ừ, chấm gừng nữa nè. Chấm gừng nó ngon hơn đúng không? Chấm lộ. Gắp mật ăn anh em ơi. Đợi tôi xót que bên đây cho anh em dễ dễ gắp. Đây, bà chị gắp đi. Đó, bỏ qua đây cho anh em dễ gắp nè. Đó. Đây là mì tôm nè mọi người. Ai gắp cho tôi cục này vậy? Thiệt là làm hồi giờ bà chị vẫn chưa gắp cho tôi được một miếng thịt luôn á. Thầy không nói thì gắp chứ còn nói không đó. Thôi giờ lúc vô ăn đi. Nãy giờ Lộc ăn thì lần lúc nó quay, bây giờ Lộc quay lại cho nó ăn nha mọi người. Đó, ăn thoải mái anh em ơi. Đó, dĩa mì tôm nhìn đẻ mọi người. Đó, 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 đó nè mọi người. Đó, mì tôm hải sản chấm với xì dầu. Ngon không Lúc? Hồi chiều giờ mày cũng chưa ăn cái gì đúng không? Bà chị mời mọi người gái đi. Đồ có món ké nướng nữa kìa. Đỡ, đỡ đây, đỡ đây. Bà chị mời mọi người miếng nào cho em biết ngon đi. Đó. Rồi Chi mời em, Chi ăn cái gì mời mọi người cái. Đồ anh em bên đây ăn nghêu hả? Nghêu thấy vậy chứ ăn cũng ngon lắm mọi người. Thủy mời mọi người, Thủy ơi. Ok, ok. Đâu, đúng là anh hạnh phúc thiệt. Ăn ngon. Cái miếng nghêu này giống như ăn bò rất quen vậy. Thủy ăn rồi Thủy. Trời, Thủy đúng là lên thành phố nhìn đẹp thiệt rồi chứ. Thủy phải sống trên thành phố. Quỳnh mời mọi người miếng đi. Mời cái khác đi chứ chẳng lẽ mời nghêu tiếp. Đó, mực rồi đó. Ăn luôn đi. Thấy thường thường cái người mà Hàn Quốc người ăn không? Ta lốn 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 á biết không? Ăn mốt thì ăn ngon. Đồ. Thôi bây giờ đỡ Lộc mời mọi người cái miếng nãy Lộc kêu nè mọi người. Ờ từ từ đỡ ăn hết mực bên đó có gì thì chuyển qua. Bây giờ Lộc mời mọi người miếng đây, bỏ hai cái miếng mắm xuống rồi Lộc ơi. Đó cái ké này là ké gì rồi mọi người, Lộc cũng không biết cái ké này là ké gì nữa. Vẫy xe ra mọi người dễ thấy đó. Ké này giờ cũng chấm với xì dầu. Đó. Ké này có xương rồi sao mà giống như thịt gì vậy. Mời mọi người nha. Đồ ké này ăn cũng được. Đồ cái ké này cái kiểu giống như là người ta bán mực khô vậy. Cái mùi vị như mực khô vậy. Đó gắp ra vợ Lộc miếng thử nha mọi người. Giờ em ăn cái này, em ăn thử luôn đi. Giống như mực khô vậy. Giống cái kiểu mà mực khô mình mua mực khô hồi nhỏ mà hay ăn á. Đúng không? Cái mùi vị á đúng không? Nó mà thơm mà cái tôm. Ừ. Cái tôm kìa, như là mùi của nó. Thôi rồi. Ăn thử. Từ từ rồi, rồi ăn hết mực hay xong mới bỏ là được luôn. Lúc em đang cầm sát bỏ vô cái nửa cho chị Linh vậy. Rồi xíu nữa nha. Mời mọi người nha. Cho anh ăn. Cho mọi người ăn. Thôi. Đâu ta ta
cứ mời ăn trẻ không à. Thịt thè không thấy tao ăn mà ăn trẻ không à. Ăn cái này nha. Thịt thè không thấy cho em. Nhưng mà lại thích trẻ mà vậy đây thịt thè không thích cho em. Trẻ có nghĩa là ông ăn trẻ bạn em á, đúng không? Đồ nhìn con cá nhìn nó cũng hấp dẫn á thầy. Đúng không? Đây là một con trẻ, đây là hai nè mọi người. Thử một miếng thử nha mọi người. Cá này là người ta ăn chung với bánh chén nhưng mà Lộc ăn không, thử coi thử nó cảm giác như thế nào nha. Gắp nó không biết. Này, ăn giữa cái mắm này nè mọi người. Quay cái mắm cho mọi người xem. Đây. Đồ cái mắm này sao nó thấy nó thấm thấm vậy ta? Mắm nêm mà sao trời? Mắm nêm mà bé à. Tôi thấy nó thấm thấm. Ăn ngay anh em. Thử ăn ngay anh thử. Anh em gắp ké rồi ăn ngay. Lá bánh tráng. Bánh tráng này. Bánh tráng này hình như không cần nhúng nước hay sao ạ? Nói chung anh em ăn nói chung là không bỏ phí gì hết mọi người. À, anh em ơi bỏ đây nè. Đây cái nào rau đây bỏ qua đường đây cho Lộc cuốn thôi một cái nha, hình như phải nhúng nước vô rồi sao ạ, bỏ rau vô không đó, rồi quay gần ké cho mọi người xem. Ké này nãy nấu ké gì quên rồi ta, cái gì ạ, cái gì hả? Thì biết gắp hơn ạ. À. Bên này thịt nhiều hơn nè mọi người. Đây Lộc gắp, Lộc mời cho mọi người cho dễ. Đó chị em đồ ăn hay chị em đồ ăn đi, thoải mái đi. Này em thấm cho anh nè. Cuốn kiểu này đi nó rớt ra đâu. Đây. Tôi cuốn lại. Đó rồi, ăn đi. Chồng cuốn cho vợ, vợ cuốn cho chồng cho nó hạnh phúc. Rồi mọi người ăn nha, ăn vui vẻ. Ăn một miếng vô trong quay chén nè. Ừ, múc chồng chén, đó. Trời là cốc rồi xinh đúng không? Thì hiện tại cả gia đình Lộc đang đi về nha mọi người. Hồi nãy thì cả gia đình có đi qua quán cà phê, nhưng mà 11 giờ rồi người ta đóng cửa rồi mọi người, nên là cả gia đình quyết định thôi về luôn, chứ dù sao cũng trễ rồi. Thì hôm nay là cái ngày vui mọi người, ngày anh em mới lãnh lương đi ăn uống đồ, nó cảm giác cũng rất là vui luôn mọi người. Đó, kiểu nó gia đình kiểu nó đầm ấm mọi người. Đó, thấy đâu đó, vợ Lộc mọi người đang ngồi sau á mọi người đó, rồi anh em ngồi ở sau đó. Rồi, lúc đây còn hiện tại là kể gia đình về cũng gần tới nhà rồi, chỗ này không có ai hết mọi người. Lâu lâu anh em ăn thấy này thấy vui không anh em? Vui vui thiệt không anh em ơi? Vui thù mọi đèn thiệt. Thôi thôi nữa thầy xét nghiệm luôn rồi. Lâu lâu đi ăn cho vui thôi mọi người ơi. Đó thì hôm nay quay video phát luôn thì cũng đã phát cho anh em rồi, ăn uống thì cũng đã ăn rồi. Thôi bây giờ về ngủ thôi mọi người ơi. Còn video này chắc cũng khá dài rồi mọi người. Thôi Lộc xin kết thúc video và cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ nha mọi người. Bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người đi anh em ơi.